thể mà chúng ta có bố thí là cao phương và chúng ta không bao giờ nên à, chê bất cứ ai à, chỉ bởi vì họ làm phước hơi ít nha không, không nên bởi vì à, cũng trong kinh phân biệt cúng dường đức thế tôn nói với vị bà lão môn là dù cho đó chúng ta đem đồ ăn tức uống chúng ta vứt đi. Chúng ta vứt đi với cái suy nghĩ là nhờ như vậy đó những cái con này con kia nhờ như vậy mà nó được no bụng. Thì cái người mà có suy nghĩ như vậy đó họ cũng có phước tức là gì? Mình đổ bỏ đồ ăn, đồ ăn thừa mình đi mình đổ bỏ mà mình đổ bỏ ở cái nơi mà con kiến, con gián, con chuột, con này con kia nó ăn được thì như vậy mình cũng có phước mà nha chứ không phải sư nói như vậy có nghĩa là à, sư chê à, là sau này khỏi bố thí cho con này con kia thì cái đó là không có nên.